giờ hai con nó lại ăn chung rồi nè các bạn. Cưng ơi, hai con nay có bạn mới rồi, nó dắt vô nè. Nó dạng lắm các bạn, mình lại gần con mà có phen á, cái chân nó có phen nè, con này nè là nó dạng lắm. Lại sát lên luôn thấy không. Đưa tay cho nó lại không nè. À, nó dạng ghê lại rồi các bạn. Cưng không? Sát lên luôn các bạn ơi. Mình cho nó ăn nó quen rồi. Bây giờ khoảng dắt 10 giờ là nó vô trong giường nó kiếm ăn, mình cho nó ăn. Rồi xong rồi nó ăn xong nó bay về các bạn, nó bay về nhà nó. Khôn lắm. Nè, leo lên tay coi. Cho ăn riết giờ bay lên tay coi. Đó, chân nó có phen đó. Này cái chân nó có phen cẳng cẳng này đó đó. Đây con, lại con. Dạng ghê không? Thôi để cho nó ăn các bạn. Cưng quá à. Mình cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn trong video sau ha. Bye bye.